trung cực hệ liệt mạnh nhất tử thần vô ngữ đích thương thử thạch thiên. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Tham tiền lão đầu tử. Người nhất định phải ta đi bồi cái kia một đám cái gọi là học sinh cấp 3 đến trường sao. Dựa theo thực lực của ta đi qua, người cũng biết sẽ tạo thành dạng gì sự tình, người làm một cái cả ngày nghĩ đến kiếm tiền lão đầu tử, vẫn là để ta thật tốt đi đánh làm công, lừa kiếm tiền, được không? Lúc này một cái một thân thường phục cạo một cái đầu đinh nam tử thì là ở nơi đó dùng đến bất đắc dĩ ánh mắt nhìn xem một cái lão đầu. Mà mặt ngoài thì là một bộ cùng cái kia một cái lão đầu có kè mặc cả dáng vẻ, mà cái kia một cái lão đầu thì là một mặt hưng phấn ở nơi đó điên cuồng điểm lên trước mắt cái kia một đống tiền mặt. Không được, vô luận như thế nào ngươi đều phải cho ta thành thành thật thật đi ba nhà cao trung trung cực ban một đến trường chờ ép đến ta tự mình xuất thủ sẽ không tốt a à. Chỉ gặp một cái kia mang theo cong lên rear mép lão đầu lập tức dừng lại động tác của mình, sau đó càng là một bộ một mặt không quan trọng nhìn xem một cái kia đầu đinh nam tử. Trong ánh mắt thì là thỉnh thoảng hiện lên một tia nguy hiểm quang mang, để đầu đinh nam tử lập tức cả người cũng bắt đầu khẩn trương lên. Tiền lai dã người chẳng lẽ lại trả lại cho ta đùa thật không cần ác như vậy đi, bằng không ta thành thành thật thật đi thiết thời không phía bên kia nhậm chức có được hay không? ta thật không muốn đi một cái kia chỗ ấy trung cực ban một a. À. mặc dù một cái kia đầu đinh nam tử nói rất nhiều rất nhiều, nhưng là cuối cùng vẫn chịu bất quá trước mắt cái này một vị tên là tiền lai dã lão đầu uy hiếp thành thành thật thật thấp mình cao ngạo đầu lâu cái này một cái đầu đinh nam từ tên là thạch thiên nguyên bản chính là hoa hạ quốc bên trong một tên nho nhỏ nửa nghiện máy tính du rú trong nhà bởi vì hắn chính là một nhà đưa ra thị trường công ty lớn tổng giám đốc cơ bản cũng là xuất phát từ một loại không cần làm việc cũng có thể đến tiền trạng thái cái này khiến thạch thiên cả ngày liền lâm vào nghiện máy tính du rú trong nhà trong sinh hoạt bắt đầu nhìn lên một chút thần tượng kịch cùng một chút anime ngay tại lúc thạch thiên một lần đang đuổi xong tử thần anime về sau mình vị trí phương tiện tao ngộ trăm năm khó gặp một lần thiên lôi đánh xuống đãi ngộ trực tiếp để thạch thiên đang nhìn xong tử thần anime về sau liền té xỉu ngay tại thạch thiên lại một lần nữa tỉnh lại về sau thạch thiên liền phát hiện mình đi tới một cái địa phương mới liền liên thân thể của hắn đều đã nhưng biến thành một đứa bé tồn tại như thế để Thạch Thiên rất là không làm sao, bất quá có một chuyện để Thạch Thiên rất hưng phấn, liền là trong đầu của hắn nhiều hơn một cái cùng loại với kiếm Nhật đồ vật. Mà cái kia một thanh kiếm Nhật thì là cùng cái kia tử thần Zanpakuto có đủ loại cường đại hiệu quả. Nhưng là một cây đao này cùng Zanpakuto khác biệt một điểm liền là không cần Thạch Thiên đi lĩnh ngộ tên Zanpakuto loại hình đồ vật chỉ cần thạch thiên thực lực đến trình độ nhất định về sau liền có thể giải phong các loại Janpakuto Shikai cùng Bankai. Thậm chí cái này một thanh đến còn truyền thụ cho Thạch Thiên phương pháp tu luyện cùng tử thần bên trong quỷ đạo phương thức tu luyện, cái này khiến Thạch Thiên càng là cảm thấy ngoài ý muốn kinh hỉ. Để cho nhất Thạch Thiên chấn kinh chính là mình xuyên qua tới thân thể thế mà đã có người thu dưỡng, mà một cái kia người chính là bên trong kim thời không thân là kim bút khách tiền lai giã điều này cũng làm cho Thạch Thiên Minh bạch mình tới thế giới mới chính là trung cực hệ liệt thế giới, một cái kia có 12 cái thời không, chính ma phân chia thế giới. Mặc dù Thạch Thiên đối với cái này một cái trung cực hệ liệt tình tiết cũng chỉ nhớ rõ một thứ đại khái mà đã xong. Sau đó tại Thạch Thiên từ từ sau khi lớn lên, Thạch Thiên cũng không nói với tiền lai like dã cái kia một cây đao sự tình, mà là mình từ từ tu luyện thậm chí Thạch Thiên còn đi tham gia một chút tổ chức sát thủ, càng là tại tu luyện có thành tựu cùng hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ về sau, thu được tử thần, xưng hào. Nhưng mà tiền lai dã thì là phẳng phất đã biết hết thảy. Tại một lần Thạch Thiên đã tu luyện đến điểm chiến lực chỉ số thực lực chấp hành ám sát nước R thủ tướng nhiệm vụ hoàn thành trở về về sau, liền bị tiền lai giã kéo ra ngoài giáo huấn một trận có thể nói Thạch Thiên đang đối mặt tiền lai dã thời điểm, không có chút nào có thể năng lực phản kháng. Điều này cũng làm cho Thạch Thiên nhận rõ cái này một cái thế giới cũng không phải mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Phải biết lúc ấy chiến lực chỉ số đã đạt tới điểm Thạch Thiên đã có thể triệu hồi ra mình Janpakuto, đồng thời có thể sử dụng đại bộ phận Janpakuto Shikai, vẻn vẹn một chút cùng loại với Giang Jesus. Rinmaru Maru, Ryujin Zaka cái này một loại kinh khủng cấp Janpakuto khác cùng càng mặt trên hơn Janpakuto không cách nào Shikai thôi. Nhưng mà liền là khủng bố như thế năng lực đang đối mặt tiền lai dã thời điểm, Thạch Thiên vẫn là bị tiền lai dã đơn phương ấn xuống đánh cho một trận. Cái này kém một chút liền để Thạch Thiên đối với mình Janpakuto sinh ra to lớn hoài nghi. Mà Tiền Lai Dã càng là tại đánh bại Thạch Thiên về sau, liền hỏi thăm Thạch Thiên có nguyện ý hay không đi thiết thời không đảm nhiệm cấm vệ quân chức vị. Bất quá đối với Thạch Thiên cái này một cái đã biết rõ trung cực hệ liệt người mà nói, tự nhiên biết cấm vệ quân là dạng gì tồn tại, liền trực tiếp cự tuyệt. Mà Tiền Lai Dã lúc kia cũng chỉ là thở dài một hơi liền không tiếp tục để ý, cho đến nay ngày, Tiền Lai Dã thì là dùng thực lực của hắn để Thạch Thiên không cách nào cự tuyệt với lại thạch thiên càng là đối với tại cái này một cái thu dưỡng mình lão đầu khi thành phụ thân của mình đương nhiên sẽ không động thủ với hắn cho dù là kinh lịch thời gian lâu như vậy thạch thiên thực lực đã tăng lên tới một loại gần như trình độ khủng bố nhưng là thạch thiên đã không muốn đối cha mình người động thủ kết quả là thạch thiên liền thành thành thật thật đáp ứng tiền lai like dạ yêu cầu nhưng là ngay sau đó thạch thiên bây giờ không có nghĩ đến tự mình lão đầu sẽ làm ra như thế chuyện quá đáng liền là Thạch Thiên trực tiếp bị Tiền Lai dã đuổi ra khỏi nhà, đẹp nó nói nói đúng là Thạch Thiên đã trưởng thành, nên ra ngoài thật tốt độc lập, liền trực tiếp đem Thạch Thiên đá ra ngoài. Mà Thạch Thiên cũng chỉ đành mang theo trên người mình tiền tiết kiệm thành thành thật thật ra ngoài bên ngoài mua một gian biệt thự ở nơi đó lấy. Nhưng là Thạch Thiên không biết là Tiền Lai dã đang đuổi hắn ra khỏi nhà về sau, liền dùng một loại rất là bất đắc dĩ ánh mắt nhìn xem hắn từ từ rời đi miệng bên trong càng là ở nơi đó nhỏ giọng lẩm bẩm ai thạch thiên a à, không phải ta không muốn chiếu cố ngươi mà là bọn hắn gần nhất đã đi tới kim thời không xem xét tình huống a à, vì không cho ngươi tao ngộ đại họa đành phải đưa ngươi đuổi ra ngoài hy vọng ngươi có thể mau sớm trưởng thành a à, dù sao ngươi cũng coi là một cái duy nhất để ta nhìn không thấy tương lai người a à. trung cực hệ liệt mạnh nhất tử thần vô ngữ đích thương thử trung cực ban một nghe chọn bộ tại mê audio com thứ hai ngày sáng sớm chỉ gặp một cái thân mặc đồng phục một mặt bất đắc dĩ nam tử chậm rãi tại đại lục phía trên đi từ từ vừa đi một bên ở nơi đó thấp giọng chửi lão già thối tha này mặc dù ta cái này một bộ thân thể chỉ có tuổi nhưng là cái này cao trung giáo đồ vật ta tại liền biết a à. nghĩ không ra thế mà còn phải lại trở về kinh lịch một lần im lặng cuộc sống cấp ba ốc ngày a à mà cái này một người nam tử chính là hôm qua ngày bị tiền lai giã đuổi ra khỏi nhà thạch thiên lúc này thạch thiên cũng chỉ đành dựa theo tiền lai giã phân phó đem thả xuống mình sát thủ làm việc thành thành thật thật đến đây ba nhạc cao trung đi học dù sao đối với thạch thiên cái này một loại biết rõ tiền lai giã người khủng bố tới nói thạch thiên vẫn là rất sợ tiền lai giã rất nhanh Thạch Thiên liền đi tới cái kia trong truyền thuyết ba nhạc cao trung, Thạch Thiên nhìn xem lúc này đứng tại ba nhạc cao trung trước một mặt cung kính, phẳng phất tại chờ đợi cái gì hai người. Cả người nhất thời đều không còn gì để nói lên, bởi vì hắn nhìn thấy bên trong một cái người chính là lão đầu tử nhà hắn, tiền lai dã Thạch Thiên cũng là không làm sao dù sao đối với thạch thiên tới nói thạch thiên nhìn qua trung cực hệ liệt bên trong cũng đã nói lên tiền lai giã là kim bút khách tồn tại thôi cái khác thì là không nói gì thạch thiên đương nhiên sẽ không đi để ý tới quá nhiều sau đó thạch thiên cũng chỉ đành giả bộ như một bộ hoàn toàn không biết tiền lai giã dáng vẻ chậm rãi đi ngang qua mà cùng tiền lai dã cùng nhau chờ đợi thầy tổng giám thị cổ dũng tại gặp được thạch thiên đi ngang qua thời điểm lập tức sững sờ sau đó liền hướng phía thạch thiên phương hướng kêu to lên ai đồng học kia ngươi là cái nào ban thế mà gặp được hiệu trưởng cùng thầy tổng giám thị đều không có chào hỏi ai đồng học kia ngươi dừng lại chủ nhiệm người cũng không cần kêu người kia là thân thích của ta hắn là muốn đi chung cực ban một học tập ngươi liền thành thành thật thật theo ta ở chỗ này tiếp đãi cái kia một cái học sinh a à. tiền lai like giã gặp được cổ dũng một mực đang nơi đó hô to gọi nhỏ về sau liền trực tiếp đánh gãy mất cổ dũng la lên dù sao tiền lai like giã thế nhưng là thật vất vả mới đưa tự mình tiểu từ bước tới nếu như bị cổ dũng làm thành như vậy liền trực tiếp rời đi lời nói, cái kia tiền lai dã liền khóc đến tìm không đến chỗ rồi. Mà cổ dũng đang nghe được thạch thiên là tiền lai dã thân thích về sau, liền không nói thêm lời, mà là trong lòng yên lặng nhớ kỹ thạch thiên hình dạng, trong lòng bắt đầu khinh thường cười cười. Hừ, lại là một cái học tập trung cực lớp một học cặn bã nhưng mà thạch thiên không biết những chuyện này bởi vì thạch thiên lúc này bị một chuyện khác cho phiền đến bởi vì lúc này thạch thiên bởi vì không muốn cùng tiền lai like giã nhận nhau liền không nhìn thẳng vừa rồi hai người cái này cũng đưa đến hoàn toàn không biết đường thạch thiên căn bản tìm không thấy tiến về trung cực lớp một phương hướng nhưng là thạch thiên cuối cùng vẫn đi tới trung cực lớp một cổng mặc dù trên đường đi thạch thiên đã trải qua ngăn lại muội tử hỏi đường sau đó muội tử đang nghe trung cực ban một trực tiếp nghe hơi mà chạy xấu hổ, cho đến cuối cùng tại vị kia người xưng, thua không nổi, huấn luyện viên trong miệng hỏi tiến về trung cực lớp một đường. Cái này khiến Thạch Thiên rất là không làm sao. Thạch Thiên cuối cùng vẫn bước vào một cái kia để hắn cảm thấy rất khinh thường phòng học, mặc dù Thạch Thiên là đáp ứng tiền lai like dã đến trung cực ban một nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Thạch Thiên đối với cái này cái gọi là trung cực lớp một khinh bỉ, nhất là Thạch Thiên ra ngoài làm sát thủ lịch luyện trong thời gian. Thạch Thiên càng là minh bạch cái gọi là ca bảng chỉ là một chút tiểu hài đồ chơi thôi. Cho dù lúc này Thạch Thiên cùng này một đám tiểu hài thân thể tuổi tác không kém được nhiều thiếu. Thạch Thiên vừa mới bước vào cái này một cái phòng học, liền gặp được cái kia một đám cái gọi là thiếu niên bất lương cùng thiếu nữ bất lương ở nơi đó tán gẫu. Dù sao cái này một số người trang phục theo Thạch Thiên liền là một đám ngu xuẩn thôi, nhưng là tại Thạch Thiên đi lúc tiến vào, những người kia đều dừng lại mình trò chuyện ngay mà thạch thiên thì lại yên lặng đi tới trước tấm bảng đen dùng một tay xinh đẹp phấn viết chữ viết xuống tên của mình sau đó liền dự định tùy tiện tìm một cái góc chỗ ngồi xuống đi dù sao đối với thạch thiên tới nói thạch thiên thực sự không muốn để ý tới những người này ngay tại lúc thạch thiên hướng phía lúc trước trung cực ban một ngay từ đầu đinh tiểu vũ chỗ ngồi phương hướng đi qua thời điểm thân là trung cực lớp một trung cực cỏ đầu tường Kim Bảo Tam trực tiếp chui ra, trực tiếp đứng tại Thạch Thiên trước mặt, tại bên cạnh hắn còn đi theo ba tiểu đệ, bốn người đều là dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn xem Thạch Thiên. Tiểu quỷ, ngươi có phải hay không đi nhầm A, à, nơi này chính là trung cực ban một, không phải cái gì gà thịt đều có thể đi tới A, à, có lẽ hắn là đi lầm đường đâu. Có cần hay không giúp ngươi gọi mẹ A? À. Ha ha ha, vẫn là muốn ngươi Bảo Tam ca tới giúp ngươi đánh A, à. ha ha ha. Thạch Thiên đang nghe ba người bọn họ lúc nói chuyện, cũng không có để ý tới, mà là yên lặng đem ánh mắt của mình nhìn về phía tại trung cực lớp một lão đại, Uông Đại Đông. Nhưng là cái kia một cậu ánh mắt cũng không phải là cái gì hữu hảo ánh mắt, mà là một loại đối với sinh mạng tràn ngập đạm mạc ánh mắt, cái này khiến nguyên bản nằm ở nơi đó nghỉ ngơi Uông Đại Đông. Trước tiên liền trực tiếp đứng lên. Uông Đại Đông đúng không? tiểu đệ của ngươi, ngươi xác định ngươi không để mấy người bọn hắn chú ý một chút. ta xuất thủ cũng không phải thụ thương đơn giản như vậy a. À. trung cực hệ liệt mạnh nhất tử thần vô ngữ đích thương thử sát khí chấn áp. nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com. uông đại đông nguyên bản tại bị thạch thiên cái này một cái kinh khủng ánh mắt bị dọa cho phát sợ cả người lông tơ lóe sáng, liền đứng lên nhìn xem tình huống. Khi hắn được nghe lại Thạch Thiên câu nói kia thời điểm, lập tức một cơn lửa giận xông lên óc, sau đó liền nhìn về phía thanh âm tới địa phương. Phòng sách ngay sau đó Uông Đại Đông liền trực tiếp cùng Thạch Thiên một cái kia không so đạm mạc ánh mắt cho giật nảy mình, cả cá nhân trên người chiến lực chỉ số càng là trước tiên biểu chết đi. Ngoặc kép chấm Thạch Thiên tự nhiên là cảm thấy cái này một cỗ khí tức, khóe mắt có chút nhếch lên, trong lòng lập tức đối với uông đại đông thể chất của người này xuất hiện một chút hơi hứng thú. A, à, gặp mạnh thì cường sao? Thế mà tính tạm thời đột phá cực hạn của mình, không tệ không tệ. Nhưng là còn còn thiếu rất nhiều a. À. Sau đó Thạch Thiên thì là lặng lặng tại đứng nơi đó, từ từ một cỗ nồng đậm sát khí chậm rãi từ Thạch Thiên trên thân từ từ lan tràn đi ra, nhưng là rất nhanh liền bị Thạch Thiên thu về. Ngay sau đó liền nhìn thấy thu hồi sát khí của mình Thạch Thiên hét lên rui liền hướng thẳng đến vị trí của mình đi tới. Bởi vì tại Thạch Thiên vừa dự định phóng xuất ra sát khí của mình đến chấn áp trước mắt cái này một cái không biết trời cao đất rộng người thời điểm tiền lai like giã thanh âm lập tức tại thạch thiên vang lên bên tai để thạch thiên trước tiên dừng lại động tác của mình tiểu tử nếu như ngươi dám thả ra sát khí của ngươi ta liền đem thực lực của ngươi phong ấn ngươi hẳn phải biết ta cái lão nhân này có cái này năng lực thành thật một chút thạch thiên nghe được tiền lai like giã cảnh cáo về sau mặc dù rất là khó chịu nhưng là cũng chỉ đành dừng lại động tác của mình nhưng mà chỉ là thạch thiên trên thân cái kia lóe lên liền biến mất sát khí liền đã kích thích Uông Đại Đông chiến lực chỉ số trực tiếp phá vạn mà Uông Đại Đông cả người càng là trước tiên xuất ra mình tôn bô bắt đầu đề phòng, phảng phất như gặp phải cái gì kẻ địch khủng bố. Mà tại Thạch Thiên trước mặt ngăn cản Kim Bảo Tam bọn người thì là do ở dựa vào Thạch Thiên quá gần, trước tiên liền trực tiếp cảm thụ một phen Thạch Thiên giết người vô số tích lũy sát khí cái này đối với bọn hắn cái này một cái chưa từng gặp qua máu học sinh tới nói tuyệt đối là một loại không cách nào chống cự khí thế trực tiếp để kim bảo tam đám người nhất thời đã mất đi ý thức thạch thiên thì là tại tìm tới chính mình chỗ ngồi về sau liền trực tiếp đem bọc sách của mình để ở một bên bắt đầu cầm lên điện thoại bắt đầu đọc tiểu thuyết về phần uông đại đông thì là ở nơi đó rằng co trong chốc lát về sau liền chậm rãi buông xuống mình tôn bô nhưng là lúc này uông đại đông trong lòng đã sớm nhấc lên một cỗ kinh thiên sóng lớn bởi vì hắn thật sự là không nghĩ tới mình lại có một ngày sẽ bị buộc đến đột phá cực hạn của mình cái này đủ để chứng minh trước mắt thạch thiên là kinh khủng cỡ nào mà chung quanh những cái kia không có cảm giác được thạch thiên sát khí người thì là tại gặp được Uông Đại Đông xuất ra vũ khí của mình cùng Kim Bảo Tam bọn người té xỉu thời điểm. Liền dối rít chép ra mình ra hỏa, nhưng là thân là đã nhận ra sát khí Uông Đại Đông, tự nhiên là biết thạch thiên không phải cái gì đơn giản nhân vật tại thu hồi tôn bô về sau. Liền trước tiên đỡ dậy trên mặt đất Kim Bảo Tam. Tới đỡ một cái bọn hắn, hiện tại còn không phải thời điểm chiến đấu nhanh lên đem té xỉu kim bảo tam bọn hắn đỡ đến cái ghế của bọn hắn bên trên những cái kia nguyên bản định động thủ người thì là đang nghe được uông đại đông lên tiếng về sau liền thành thành thật thật buông xuống vũ khí của mình với lại rối rít đem đã té xỉu ở kim bảo tam bọn người đỡ đến cái ghế của bọn hắn phía trên làm xong cái này một ít chuyện về sau, Uông Đại Đông liền trực tiếp trở lại chỗ ngồi của mình phía trên nghỉ ngơi, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Chỉ có sát tỉ khi đi ngang qua Thạch Thiên chỗ ngồi thời điểm, hung hung hăng uy hiếp một tiếng. "Hừ, lại dám tại trung cực ban một nháo sự, nhà ta Đại Đông tuyệt đối sẽ đem ngươi cho thu thập hết." người chờ, nói xong liền trực tiếp lắc lắc nhỏ cái mông rời đi, mà Thạch Thiên thấy cảnh này, cũng không nói thêm gì, chỉ là lắc đầu liền bắt đầu tiếp tục nhìn lên tiểu thuyết của chính mình. Ngay tại lúc Thạch Thiên một chương tiểu thuyết đều còn không có xem hết thời gian, một tên thân mang đồng phục bề ngoài tuấn Mỹ Nam tử mang theo hai cái bảo tiêu đi thẳng tới trung cực lớp một cổng. Mà cái này một cái Nam tử tuấn Mỹ chính là trên bảng ca cùng Uông Đại Đông cùng một chỗ xếp hạng thứ ba vương Á Sát, vậy mà lúc này cũng chưa từng xuất hiện giống trước đó trung cực lớp một tình huống cũng không có một cái người sặc âm thanh thẳng đến vương á sắt đi ra nói một câu nói về sau lập tức dẫn nổ ở đây cái kia một số người để nguyên bản liền bị uông đại đông đè xuống lửa giận trung cực ban một mọi người nhất thời bị dẫn nổ chỉ gặp vương á sắt chậm rãi lấy xuống mình mắt kính đầu tiên là khinh thường quét mắt một chút tại trung cực lớp một những người kia cuối cùng đem ánh mắt của mình khóa chặt tại nằm trên ghế nghỉ ngơi uông đại đông xem ra trong truyền thuyết trung cực ban một cũng không gì hơn cái này thôi một cái người thế mà tại gặp được địch nhân thời điểm liên kêu một tiếng đảm lượng đều không có à oanh chỉ gặp có ít người lập tức cầm lên tại bên cạnh mình xích sắt có ít người lấy ra thiết trùy mỗi người đều là dùng một loại không so ánh mắt hung ác nhìn xem vương á sát chỉ gặp đi theo tại sát tỉ bên cạnh hai cái muội tử lập tức cũng hướng phía vương á sắt một trận châm chọc khiêu khích. Ha ha, liền một cái đến trường đều muốn mang theo hai cái bảo tiêu người đều có thể như thế vũ nhục trung cực ban một đại khái hắn ca, cũng là hộ vệ của hắn đánh ra tới A, ha ha. Cái này khiến tại vương á sắt bên người hai cái bảo tiêu không nói hai lời liền trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị móc ra trong ngực súng ngắn ngay tại lúc vương á sắt dự định ngăn cản thủ hạ của hắn thời điểm một đạo thanh âm lập tức truyền tới trực tiếp hấp dẫn ánh mắt mọi người vương á sắt lão thổ long lão hồ ly kia chẳng lẽ lại không có đã nói với ngươi ta ở địa phương tuyệt đối không muốn bắt thương đi ra không trung cực hệ liệt mạnh nhất tử thần vô ngữ đích thương thử làm cho người kiêng kỵ thạch thiên nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com một câu nói kia lập tức đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới, thậm chí một mực nằm tại trên ghế dự định xuất thủ Uông Đại Đông đều bị một câu nói kia hấp dẫn ánh mắt. Hướng thẳng đến thanh âm nơi phát ra ném ánh mắt hiếu kỳ, nhưng là tại nhìn thấy cái kia một người thời điểm, trong ánh mắt lập tức hiện lên một tia chấn kinh. Bởi vì Uông Đại Đông phát hiện câu nói kia lại là vừa mới chuyển trường tới Thạch Thiên nói ra được phòng sách mà những cái kia trung cực lớp một nguyên ban nhân mã tự nhiên đều là dối rít cảm thấy chấn kinh cùng nghi hoặc chỉ có vương á sắt tại cẩn thận nhìn thạch thiên một chút về sau. Lập tức sắc mặt đại biến, vừa định để hộ vệ của mình thu tay lại thương, nhưng mà lại là đã chậm một bước chỉ gặp lúc này những người hộ vệ kia bởi vì không có vương á sắt phân phó đã theo bản năng xuất ra súng lục của mình còn dự định giơ tay lên thương chỉ hướng nói ra tự mình băng chủ tục danh người thạch thiên ngay tại lúc hai người bọn họ đem súng lục móc ra trong nháy mắt đó hai người lập tức hướng thẳng đến bên cạnh bay ra ngoài trực tiếp hai người đều bị đánh vào trên vách tường mà hai người bọn họ đứng địa phương đằng sau thì là xuất hiện vốn nên nên tại nhất nơi hẻo lánh chơi điện thoại di động thạch thiên mà vương á sắt thì là phẳng phất sớm đã biết cái gì cũng không có biểu hiện ra rất vẻ mặt kinh ngạc nhưng là đồng dạng thân là ca uông đại đông lại là biểu hiện ra cùng thạch thiên hoàn toàn khác biệt tình huống chỉ gặp lúc này uông đại đông không còn là nguyên bản như vậy nằm tại trên ghế mà là đã đứng lên dùng đến vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem lúc này xuất hiện ở bên kia thạch thiên bởi vì uông đại đông phát phát hiện mình thế mà hoàn toàn không có thấy rõ không hẳn là hoàn toàn không có phát giác được thạch thiên động tác phải biết lúc này vừa mới đột phá vạn điểm cực hạn uông đại đông mặc dù chiến lực chỉ số lại một lần nữa về tới nguyên bản trình độ nhưng là nó cảm giác cùng nhãn lực lại là còn là có nhất định đột phá vạn điểm người trình độ cho dù là chiến lực chân chính đột phá vạn điểm người động tác uông đại đông cũng có thể phát hiện một hai nơi nào sẽ có lúc này cái này một loại tình huống phát sinh nhưng mà cái này một loại tình huống phát sinh chỉ sẽ nói rõ hai chuyện hoặc là liền là thạch thiên chỉ có một cách tốc độ cực nhanh hoặc là liền là thạch thiên thực lực sớm đã đạt tới dù là chiến lực chỉ số đã đột phá vạn điểm tồn tại đều không thể chiến thắng, loại thứ hai khả năng đối với Uông Đại Đông tới nói. Đơn giản liền là một loại không có thể sánh bằng trùng kích cho nên Uông Đại Đông vô ý thức liền lựa chọn loại thứ nhất. Giống sát tỷ cái này một loại mặc dù nhìn ra một điểm môn đạo nhưng là cũng không biết thạch thiên chiến lực kinh khủng đến cỡ nào chỉ là cho rằng trước mắt thạch thiên chiến lực đến thiếu đạt tới ca bảng năm vị trí đầu thôi cũng sẽ không muốn như vậy nhiều về phần thạch thiên đang thu thập cái kia hai cái chuẩn bị móc súng đi ra nam tử về sau liền trực tiếp đem súng lục tại chỗ bóp nát ngay sau đó liền một mặt tùy ý hướng phía chỗ ngồi của mình đi từ từ tới khi đi ngang qua vương á sắt thời điểm thì là bỗng nhiên ngừng lại nhớ kỹ đem hai người kia dọn dẹp còn có về sau đừng cho người mang súng theo lần này xem như hai người bọn họ vận khí tốt ta ở chỗ này không muốn khai sát giới đều lưu thở ra một hơi nói xong thạch thiên liền tự mình hướng phía chỗ ngồi của mình ngồi xuống phẳng phất mình cũng không có làm gì vẫn tại nơi đó lẳng lặng nhìn tiểu thuyết đám người thì là đắm chìm trong thạch thiên đem hai người kia đá nhập trên vách tường hơn nữa còn đem súng thật bóp nát trong lúc khiếp sợ chỉ có vương á sắt cũng không nói thêm gì chỉ là trước tiên liền cầm lấy điện thoại di động của mình bắt đầu để cho người tới xử lý hai người kia nguyên bản tại trung cực ban một trước mặt triển hiện ra cuồng ngạo cũng là thu liễm sau đó vốn nên nên phát sinh vương á sắt cùng uông đại đông ở giữa lần thứ nhất đọ sức cũng trực tiếp bị đánh tiêu chỉ gặp vương á sắt tại nói chuyện điện thoại xong về sau liền trực tiếp tìm một cái tại uông đại đông phía sau vị trí ngồi xuống cũng không có tìm trung cực lớp một người khiêu khích dự định mà là tại ngồi vào vị trí của mình về sau một mặt không thể tưởng tượng nổi ở nơi đó liếc trộm thạch thiên miệng bên trong chính ở chỗ này nhỏ giọng nghĩ linh tinh vì cái gì đệ nhất thế giới sát thủ tử thần lại ở chỗ này tử thần chẳng lẽ lại còn lại tới đây học trung học không đúng trở về nhất định phải hỏi một chút lão ba về phần buông đại đông thì là tại đã trải qua thạch thiên chỗ cho khiếp sợ của hắn về sau cũng không có cái gì cùng vương á sắt so tài dự định mà là hướng thẳng đến trung cực lớp một những người khác giống lớn một tiếng mọi người ngồi xuống còn lại tự nhiên có người sẽ đi xử lý ngồi xuống chờ lão sư tới đi học a à. Sau đó những người kia liền rối rít ngồi xuống, nhưng là bọn hắn đang dưới trướng đến từ sau vẫn là lâm vào vừa rồi trong lúc khiếp sợ, thật lâu không cách nào quên, thậm chí Đinh Tiểu Vũ sau khi đến. Đều không có ai đi sạc âm thanh, mà là để Đinh Tiểu Vũ tùy tiện tìm một cái tại Thạch Thiên vị trí phía trước ngồi xuống sau đó càng là toàn bộ trung cực ban một đều lâm vào một loại khác thường trong yên tĩnh liền xem như một cái kia tại kim thời không được xưng tụng kinh khủng tu luyện kỳ tài điền hân đi tới thời điểm đều chỉ là bởi vì một cái kia thi đại học sự tình mà gây nên một chút bạo động mà thôi mà vốn nên nên xuất hiện vương á sắt cùng uông đại đông sặc âm thanh đều chưa từng xuất hiện cứ như vậy liền chậm rãi trôi qua một tiết khóa, vốn nên nên xuất hiện tại trung cực lớp một một chút chấn động đều chưa từng xuất hiện. Mà là chỉ có cái kia lẳng lặng hai cái bị đánh tại trên vách tường người kể rõ trung cực lớp một không bình tĩnh. Trung cực hệ liệt mạnh nhất tử thần vô ngữ đích thương thử phong vũ đoạn trường nhân. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com tại một tiếng chuông tan học vang về sau, Thạch Thiên tại trung cực lớp một thời gian lên lớp tính tạm thời kết thúc. Chỉ gặp Thạch Thiên cũng không có đi để ý tới lớp học cái kia bởi vì hắn mà đưa đến không khí quỷ quái, mà là tự mình cầm lên túi sách liền chậm rãi hướng phía phía ngoài cửa trường đi ra ngoài. Ngay tại lúc Thạch Thiên đi từ từ về mình tại bên ngoài mua biệt thự trên đường, Thạch Thiên bỗng nhiên thoáng nhìn một gian sạp hàng nhỏ tại bầy quầy bán hàng cái kia một cái thân mặc màu hồng phấn quần áo lao động trung niên nhân một mực đang nơi đó vội vàng nguyên bản đây hết thảy đều không có cái gì nhưng là gian này sạp hàng nhỏ chiêu bài lại là hấp dẫn thạch thiên không tự giác đi tới rất nhanh thạch thiên liền đi tới cái kia một gian sạp hàng nhỏ phía trước thạch thiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn cái này một khối chiêu bài khóe miệng càng là từ từ dơ lên phòng vũ đoạn trường nhân danh tự không sai cũng không biết lão bản thế nào a à. Nói xong, liền gặp được Thạch Thiên không nói hai lời trực tiếp tại gian này sạp hàng nhỏ phía trước ngồi xuống, dù sao đối với Thạch Thiên tới nói. Trung cực một trong ban đoạn trường nhân sạp hàng cũng coi là một cái rất hiếu kỳ điểm. Mà cái kia một cái thân mặc phấn quần áo đỏ trung niên nhân, đoạn trường nhân tại gặp được Thạch Thiên tại mình sạp hàng ngồi xuống thời điểm thì là buông xuống tay mình trên đầu sự tình đi vào mình sạp hàng trước một mặt ý cười nhìn xem thạch thiên nhưng lại là chẳng hề nói một câu mà thạch thiên cũng lười đi cùng trước mắt đoạn trường nhân làm cho bí hiểm với lại vừa vặn thạch thiên bụng cũng cảm giác được rất đói bụng lão bản cho ta đến ăn chút gì a à? đoạn trường nhân tại cẩn thận nhìn thạch thiên một hồi về sau đại khái cũng nhìn không ra thạch thiên trên thân có hi kỳ cổ quái gì địa phương ánh mắt lập tức lược qua thần sắc thất vọng nhưng là biểu trên mặt còn là một bộ cười hì hì bộ dáng a à, tiểu bằng hữu ta nay ngày thế nhưng là còn không có khai trương đâu Người thế mà liền đến làm khách hàng đầu tiên, nay ngày ta liền mời ngươi ăn, ngươi nói muốn ăn cái gì, cái kia thực đơn đâu, cái kia không trọng yếu, trọng yếu là ngươi muốn ăn chút gì. Thạch thiên nhìn xem trước mắt mình ép di tao đoạn trường nhân một mặt trang bức nói ra một câu nói kia thời điểm, khóe miệng lập tức co lại, liền bắt đầu suy nghĩ bởi vì Thạch Thiên đang xoắn suýt đến tột cùng là muốn hơi lớn ruột sợi mì, chân trâu trà sữa tiên qua biển vẫn là cái kia một bát nguyên tác đều đã nhưng đánh mác xây khắc, trứng trứng, mặt. Thạch Thiên cân nhắc lại thi về sau, liền yên lặng sợ, dù sao cái kia mấy thứ đồ thật sự là để Thạch Thiên nói không nên lời, nhất là cái kia một bát đánh mác xây khắc, trứng trứng. Mặt càng làm cho Thạch Thiên ấn tượng rất là khắc sâu vậy liền đến một phần xào lăn hoa bầu dục cùng một chén cơm a à. chỉ gặp nguyên bản một mặt ý cười đoạn trường nhân sắc mặt lập tức động lại sau đó một mặt ngưng trọng nhìn xem thạch thiên có thể hay không đổi điểm cái khác ta tương đối am hiểu cơm tây hoặc là cơm tây đồ vật tương đối hợp ngươi khẩu vị đâu chẳng lẽ lại ngươi sợ đoạn trường nhân nguyên bản vẻ ngưng trọng đang nghe được thạch thiên nói ra một câu nói kia thời điểm lập tức nghiến răng nghiến lợi mỗi chữ mỗi câu cùng thạch thiên kể rõ vậy ngươi điểm liền không nên hối hận không hối hận làm biết rõ đoạn trường nhân xáo lộ thạch thiên đương nhiên sẽ không sợ chỉ bất quá thạch thiên tương đối hiếu kỳ cái kia một phần xào lăn hoa bầu dục sẽ bị đoạn trường nhân gờ ngạo ra cỡ nào kinh khủng đặc hiệu chính là chỉ gặp đoạn trường nhân liền trực tiếp khai triển mình cái kia ảnh đế cấp bậc diễn kỹ cùng sao chịu được so kinh khủng mảnh đặc hiệu tại đã trải qua một loạt mổ bụng móc thận đến móc sai đồ vật bất quá cuối cùng đoạn trường nhân vẫn là đem một bàn xào đến không sai xào lăn hoa bầu dục bỏ vào thạch thiên trước mặt mời chậm dùng thạch thiên rất nhanh liền thu thập cái kia một chén cơm cùng cái kia một bàn xào lăn hoa bầu dục sau đó liền một mặt thỏa mãn ở nơi đó nằm sau đó còn cần lấy một cái trêu ghẹo ánh mắt nhìn xem còn tại bắt đầu bận bịu lên sự tình khác đoạn trường nhân. Đoạn trường nhân a à đoạn trường nhân, nghĩ không ra năm đó hồng long chỉ nhớ sẽ kém như vậy, liền năm chưa thấy qua mà thôi, thế mà liền không biết ta. Đoạn trường nhân nguyên bản còn khuân đồ động tác lập tức ngừng lại, nhưng là rất nhanh liền chậm rãi đưa trong tay đồ vật buông xuống. Sau đó một mặt nghiêm túc nhìn xem lúc này nằm ở nơi đó thạch thiên ngươi là đệ đệ ta hắc long phái tới thạch thiên nghe được một câu nói kia lập tức nở nụ cười sau đó mang theo một vòng cười tà nhìn về phía lúc này một mặt nghiêm túc toàn thân căng cứng đoạn trường nhân hắc long cái kia hàng liền hắn còn không có một cái kia tư cách tới sai bảo ta bất quá ta ngược lại là rất kỳ quái ngươi thật quên ta năm đó ta thế nhưng là cùng ngươi hàn huyên thật lâu ngày thậm chí ta lúc đầu còn hộ tống ngươi một đoạn thời gian đây này đoạn trường nhân tại biết thạch thiên không phải tự mình đệ đệ phái qua người tới về sau lập tức thở dài một hơi bởi vì đoạn trường nhân mặc dù đã tự phế võ công nhưng là nó nhãn lực vẫn còn đến thiếu chiến lực trở xuống người vẫn là không cách nào ở trước mặt của hắn ẩn tàng nhưng là hiện tại đoạn trường nhân lại là không có phát hiện thạch thiên trên người có tu luyện vết tích quy tắc này là để đoạn trường nhân nghĩ lầm thạch thiên là một cái mago. Mà Đoạn Trường Nhân tự nhiên bắt đầu hồi tưởng lại, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có tìm đến bất kỳ một cái nào có thể cùng trước mắt cái này một vị học sinh cấp 3 phù hợp thân ảnh. Cái này khiến Đoạn Trường Nhân trong lòng đối với thân phận của Thạch Thiên càng thêm nổi lên nghi ngờ. Thạch Thiên gặp được Đoạn Trường Nhân ánh mắt hiện lên thần sắc nghi hoặc về sau, liền đã biết Đoạn Trường Nhân không đoán ra được, cuối cùng liền trực tiếp nhắc nhở một tiếng năm đó kém chút đem ngươi giết chết tử thần còn nhớ rõ không trung cực hệ liệt mạnh nhất tử thần vô ngữ đích thương thử tử thần đi qua nghe chọn bộ tại mê truyện audio com chỉ gặp đoạn trường nhân đang nghe thạch thiên nói ra tử thần danh hào thời điểm lập tức sững sờ một lát sau liền cả người trực tiếp xông lên bởi vì hắn thật sự là không nghĩ tới trước mắt cái này một học sinh trung học thế mà lại là một cái kia ở thế giới sát thủ thiên bảng đứng hàng thứ nhất tử thần với lại thạch thiên nhắc nhở cũng là để đoạn trường nhân lập tức nhớ tới người trước mắt đến tột cùng là ai lại là ngươi ngươi thế mà cũng tới nơi này học trung học xem ra năm qua đi năm đó một cái kia hộ tặng cho ta tiểu hài cũng là biến thành một thanh niên a à? đoạn trường nhân tự nhiên đã nhớ tới thạch thiên liền là năm đó hộ tống mình người rời đi ngay từ đầu đoạn trường nhân không nhớ ra được chỉ là bởi vì đoạn trường nhân đã theo bản năng cho rằng năm đó cái kia một đứa bé tuyệt đối sẽ không tới học trung học mới đúng phải biết lúc trước thạch thiên tại hộ tống đoạn trường nhân thời điểm trong đó triển hiện ra thực lực đã đạt tới điểm trình độ có thể nói lúc này ca tại năm trước chỉ là trẻ con thạch thiên trước mặt cũng là sẽ bị đơn phương áp chế phải biết năm đó Thạch Thiên chỉ là khu khu tuổi liền đã đạt tới bước lên tu luyện chi điểm, chiến đấu chỉ số phá vạn điểm. Với lại một cái kia thời điểm Thạch Thiên liền đã là sát thủ giới bên trong ngôi sao mới, Thạch Thiên nương tựa theo mình Gian Pakuto, có thể nói là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Cho dù là gặp được cường địch cũng có thể sử dụng thuấn bộ thông rong rời đi ngay tại lúc một lần thạch thiên chấp hành xong nhiệm vụ sau khi trở về thạch thiên trên đường liền gặp bị đệ đệ của mình hắc long phái người tìm kiếm đoạn trường nhân mà một cái kia thời điểm đoạn trường nhân cũng kém một chút liền bị những người kia cưỡng ép mang về chỉ bất quá khi đó thạch thiên đi ngang qua về sau những người kia liền dự định tiện tay đem thạch thiên cùng một chỗ xử lý sạch này mới khiến thạch thiên chủ động xuất thủ đem những người kia toàn bộ giải quyết sạch sẽ mà đoạn trường nhân cũng bởi vậy đạt được thạch thiên hộ tống, mà thạch thiên hộ tống đoạn trường nhân thù lao liền là để đoạn trường nhân cùng thạch thiên thuật kể một ít chiến lực chỉ số lịch sử. Cùng giới thiệu một chút tương đối cường đại người cho thạch thiên, để thạch thiên ngày sau có thể đi khiêu chiến. Mà trong đó càng là bao gồm còn không có vì thê tử của mình mà sử dụng nguyên thần độ mệnh đao phong, vũ lực tài quyết viện duy nhất boss hắc Long, còn có nó cái khác hắn một chút quyền pháp danh ra. Điều này cũng làm cho tử thần tên không chỉ có tại sát thủ giới nổi danh, tại kim thời không người tu luyện thế giới bên trong dương danh, bất quá khiêu chiến kết quả cũng không có ai biết cũng được. Cho nên, đoạn trường nhân mới có thể đối thạch thiên thế mà trước tới đây liền học trung học rất là hiếu kỳ. Thạch thiên bị đoạn trường nhân nhắc lên chuyện này về sau, cả người cũng lập tức không làm sao lên, bởi vì thạch thiên nguyên bản cũng là không có ý định tới tra tay trung cực lớp một chuyện dù sao xác thực như là đoạn trường nhân suy nghĩ nằm lên thạch thiên liền có thể quét ngang lúc này trên bảng ca người huống chi hiện tại thế nào nhưng là thạch thiên cũng là bị tiền lai dã cượng ép bước tới có thể nói thạch thiên căn bản cũng không muốn đi học trung học cho nên bị đoạn trường nhân nhắc đến sau đó thạch thiên còn mơ hồ cảm thấy nhức cả trứng ai ta cũng là một lời khó nói hết a à. bất quá ngược lại là ngươi thế mà lại lại tới đây bày quầy bán hàng chẳng lẽ lại ngươi không sợ ngươi đệ đệ phái người đem ngươi mang về giam lòng đoạn trường nhân nghe được thạch thiên hỏi thăm về sau liền rất tùy ý cầm lên một cái khăn lông đặt ở trên cổ của mình tiếp tục cầm lên trên đất đồ vật bắt đầu truyền dù sao chạy trốn nhiều năm như vậy mệt mỏi a à. ta đã tự phế võ công không phải cái gì cường tráng người để cho ta nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi với lại ta hiểu hắc long hắn sẽ không đụng đến ta yên tâm đi chỉ gặp đoạn trường nhân nói ra một câu nói kia thời điểm trong đó ngữ khí mười phần nhẹ nhõm tùy ý nhưng là thạch thiên còn có thể nghe ra trong đó lòng chua xót dù sao một người bị đuổi giết như vậy thì vẫn là bị đệ đệ của mình chỗ truy sát trong đó không làm sao đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung có thể nói lúc này thạch thiên vẫn là rất bội phục đoạn trường nhân dù sao một người có thể như thế nhìn mở đối tâm cảnh của mình cũng là một sự rèn luyện a à sau đó đoạn trường nhân cùng Thạch Thiên liền tại cái này một tòa phong vũ đoạn trường nhân sạp hàng trước bắt đầu thỏa thích tán gẫu, dù sao hai người nói thế nào cũng coi là lão bằng hữu một trận. Về phần lúc này Uông Đại Đông bọn người thì là đã trải qua một trận thổ long, mochi, sự kiện về sau, hai người liền trở thành tín nhiệm lẫn nhau hảo bằng hữu mà vương á sắt thì là tại biết mình lão ba thân thể không có trở ngại về sau liền trực tiếp hỏi liên quan tới thạch thiên sự tính lão ba này ngày có một người đi vào trung cực ban một học tập ngươi biết là ai sao a à, thế mà lại có chuyện sẽ để cho con của ta từ tự mình đến hỏi ta nói một chút vương á sắt đang nghe tự mình lão ba một cái kia đặc biệt giọng đài loan cùng trong giọng nói không quan trọng về sau liền chậm rãi nói ra một cái danh hiệu tử thần một cái kia hiện tại chiếm cứ sát thủ thiên bảng đệ nhất tử thần a à, tử thần mà cái gì người nói là tử thần hắn làm sao cũng đi học trung học theo lý mà nói thực lực của hắn hẳn là đối với ca bảng loại này đồ vật không có hứng thú mới là a thổ long trong điện thoại nguyên bản vẫn là không thèm để ý ngữ khí đang nghe tử thần về sau lập tức trở nên không so ngưng trọng lên cái kia tùy ý giọng đài loan đều hơi cải biến một chút mà vương á sắt tự nhiên nghe được tự mình lão ba coi trọng cũng bắt đầu tự hỏi nhưng là thủy trung đều xem không hiểu xem ra trung cực lớp một bối cảnh rất không bình thường a à? ha ha nhi tử ngươi chớ trêu chọc một cái kia người là có thể chuyện còn lại liền đừng đi lý nhiều như vậy nói xong thổ long liền trực tiếp cúp vương á sát điện thoại chỉ để lại ở nơi đó một mặt mộng bức vương á sát trung cực hệ liệt mạnh nhất tử thần vô ngữ đích thương thử uông đại đông nghi hoặc nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Thạch Thiên thứ hai ngày ngáp dài chậm rãi đi tới trung cực một trong ban, chính hắn cũng không nghĩ tới mình thế mà lại cùng ở nơi đó bày quầy bán hàng đoạn trường nhân hàn huyên ròng rã một đêm. Bất quá điều này cũng làm cho Thạch Thiên nay trời cũng dự định đi đoạn trường nhân bên kia nhìn xem tình huống. Mà ở Thạch Thiên đi vào trung cực ban một về sau liền phát hiện bầu không khí như kỳ tích rất hòa hài, nguyên bản Thạch Thiên vô ý thức liền nhớ tới cái kia một kiện rất hố cha sự tình liền là hai cái ca bảng cao thủ thế mà bị mấy đầu tạp ngư cho dùng thuốc mê, phải biết nếu như là Uông Đại Đông coi như xong. Nhưng là Thạch Thiên thật sự là không nghĩ tới phụ thân là như thế gian trá như cáo thổ Long Vương Á sắt thế mà cũng sẽ trúng cái này một loại hố người chiêu số. Với lại nếu như không phải đinh tiểu vũ tự thân lên tràng, cuối cùng hai người bọn họ kết quả tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào điều này cũng làm cho thạch thiên lập tức minh bạch vì sao trung cực ban một sẽ là như thế yên tĩnh dù sao lúc này trung cực lớp một tam vương cũng coi là tụ hợp thành ở cùng một chỗ tại thạch thiên trong trí nhớ cái này có vẻ như chính là nói rõ nội dung cốt truyện đã từ từ mở ra nhưng là thạch thiên đối với cái này nội dung cốt truyện lại là không có cái gì bao lớn hứng thú dù sao cho dù là ma hóa Hắc Long tại Thạch Thiên trước mặt cũng không phải là cái gì không thể chiến thắng tồn tại, có thể nói vào lúc này đối với Uông Đại Đông bọn hắn tới nói lớn nhất boss. Hắc Long cũng không phải là đối thủ của Thạch Thiên, cái này cũng khó trách Thạch Thiên sẽ hoàn toàn không động dậy nổi. Có lẽ đối với Thạch Thiên tới nói, hắn lại tới đây đọc sách là vì ứng phó một cái tự mình lão đầu, còn muốn thuận tiện giúp bận bịu nhìn một chút ba nhà cao trung đi. Dù sao đây hết thảy đối với Thạch Thiên tới nói, Thạch Thiên chỉ là trở về trải nghiệm một cái không giống nhau lớp 12 sinh hoạt bãi. Với lại Thạch Thiên từ nhỏ đến lớn cũng không có cái gì bằng hữu, dù sao Thạch Thiên tâm lý tuổi cùng thân thể của hắn hoàn toàn không phù hợp. Cho nên Thạch Thiên mới có thể tại mình lúc nhỏ liền đi trở thành một sát thủ, mỗi ngày đều trầm mê ở tu luyện cùng làm trong nhiệm vụ, có thể nói Thạch Thiên xuyên qua tới trong vòng 10 năm thân nhân duy nhất chính là một cái kia thần thần bí bí, cả ngày nghĩ đến tiền tiền lai dã Rất nhanh thạch thiên tại trung cực lớp một buổi sáng lợi dụng Uông Đại Đông ba người bọn họ lẫn nhau nhận huynh đệ kết thúc. Bất quá Uông Đại Đông ba người bọn họ mới trò chuyện ngay trở lại lớp học thời điểm, ba người bọn họ nhìn về phía thạch thiên ánh mắt đều tràn đầy quái dị rất rõ ràng liền là vương á sắt đem thạch thiên tin tức nói cho hai người bọn họ cho nên uông đại đông cùng đinh tiểu vũ mới có thể dùng ánh mắt nhìn xem thạch thiên bất quá để thạch thiên cảm thấy rất là hiếu kỳ chính là bọn hắn ba người trong ánh mắt thế mà còn mang theo một tia chiến ý như thế thạch thiên không nghĩ tới bất quá thạch thiên vẫn không có để ý tới bọn hắn mà là tại tan học về sau liền tự mình rời đi mà uông đại đông thì là vẫn như cũ dùng đến ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem thạch thiên rời đi lưng ảnh tự luyến cuồng người nói thạch thiên vì sao lại tới đây đọc sách đâu phải biết hắn vốn là sát thủ a à, cũng không biết chiến lực của hắn đến tột cùng như thế nào nói xong liền gặp được uông đại đông lộ ra một cái kích động biểu lộ dù sao đối với uông đại đông tới nói thạch thiên thật là một cái đáng giá đi khiêu chiến đối thủ dù cho uông đại đông đối với thạch thiên mười phần kiêng kỵ nhưng là uông đại đông từ khi đạt tới cây âu về sau liền không đối thủ nữa có thể chiến mà vương á sắt cùng đinh tiểu vũ càng là đã trở thành uông đại đông huynh đệ đồng thời cùng bọn hắn chiến đấu đối với uông đại đông tới nói căn bản cũng không có bất kỳ tính khiêu chiến uông đại đông đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn chiến đấu nhưng mà ca cùng ca lại là một mực không có ở trường cao đẳng giới lộ mặt cái này khiến uông đại đông tự nhiên mà vậy liền đem thạch thiên thả tại trong lòng mình khiêu chiến mục tiêu thứ nhất liền liên vương á sắt cùng đinh tiểu vũ đều là ôm ý nghĩ dù sao có thể tiến ca bảng người trừ một chút tương đối nhân vật đặc biệt cơ bản đều là chiến đấu cuồng cho dù là bề ngoài tương đối điểm đạm nho nhã đinh tiểu vũ đều không thể phủ nhận là một cái chiến đấu cuồng nhưng là vương á sắt lại là nhớ kỹ tự mình lão ba nói lời một mặt ngưng trọng nhìn uông đại đông cùng đinh tiểu vũ một chút dùng ngưng trọng ngữ khí khuyên bảo bọn hắn một tiếng tự đại cuồng tiểu vũ ta và các ngươi có ý nghĩ bất quá ta đề nghị đừng như vậy làm là được bởi vì vì thực lực của người này liền ngay cả ta cha đều không rõ ràng lắm a à huống chi người này chính là sát thủ khó tránh khỏi sẽ có một ít xuất thủ nhất định thấy máu thói quen vẫn là chú ý một chút a à. uông đại đông lập tức liền nghĩ tới trước đó thạch thiên một lần kia tại trung cực ban một triển hiện ra lóe lên liền biến mất sát khí cả người nhất thời nuốt nước miếng một cái sau đó liền một mặt đồng ý nhẹ gật đầu lúc này thạch thiên thì là rất hưu nhàn tại huyên náo trên đường từ từ đi lại thuận tiện mua một một ít thức ăn đồ vật trở về dù sao thạch thiên bây giờ bị tiền lai giã quy định đi học về sau liền không có đi tiếp đơn đưa đến thạch thiên sinh hoạt ngoại trừ tu luyện liền là tu luyện cái này khiến thạch thiên cảm thấy rất là nhàm chán cho nên đi đoạn trường nhân sạp hàng đối với Thạch Thiên tới nói cũng là một chuyện tốt tình, nếu như không phải là bởi vì tối hôm qua đoạn trường nhân cũng suốt đêm nói chuyện trời đất lời nói. Có lẽ Thạch Thiên hiện tại liền sẽ đi đoạn trường nhân sạp hàng nhìn một chút. Ngay tại lúc Thạch Thiên chẳng có mục đích trên đường đi lại thời điểm, Thạch Thiên bỗng nhiên nghe thấy được nện đồ vật thanh âm. Cái này khiến lập tức hấp dẫn nguyên bản liền không có cái khác mục đích tại đi dạo Thạch Thiên sau đó thạch thiên liền nhìn thấy mấy cái smart kiểu tóc học sinh ở nơi đó điên cuồng đấm vào một kiện sạp hàng nhỏ đồ vật mà chỉ còn lại có một nữ nhân ở nơi đó ôm chặt lấy mình tiểu hai một mặt sợ hãi nhìn xem mấy cái kia tiểu hai cái này một cảnh tượng lập tức để thạch thiên nhíu mày bởi vì cái này khiến thạch thiên nhớ tới mình kiếp trước là cô nhi không có phát đạt thời điểm tình huống thạch thiên lập tức cảm thấy trong lòng không hiểu xuất hiện một cơn lửa giận thế mà không phải ba nhà cao trung đồng phục. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn là cái nào một trường học lại dám tại lão đầu từ địa bàn làm cái này một loại sự tình. Ha ha, trung cực hệ liệt mạnh nhất tử thần vô ngữ đích thương thử kính hoa thủy nguyệt Kiyoka Sui Jesu. nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Thạch thiên phóng ra bộ pháp chậm rãi hướng phía ba cái kia không tốt học sinh phương hướng đi qua, ngay tại lúc thạch thiên vừa mới đến gần thời điểm chỉ gặp sạp hàng phía trên một chén sữa đậu nành bị bên trong một cái người tiện tay ném ra ngoài, với lại cái kia một cái phương hướng vừa vặn liền là Thạch Thiên đi tới phương hướng. Thạch Thiên theo bản năng lui về phía sau một bước, sau đó một chén kia sữa đậu nành liền trực tiếp đập xuống đất, bên trong sữa đậu nành càng là giải đầy một chỗ. Thạch Thiên nhìn thoáng qua trên đất những cái kia sữa đậu nành, trong ánh mắt lập tức hiện lên một đạo hàn mang thạch thiên cũng không nói thêm gì mà là tiếp tục hướng phía ba cái kia tại người gây chuyện phương hướng đi qua bên trong một cái người liền đã nhận ra thạch thiên đến lập tức liền xoay người lại một mặt hung ác nhìn xem thạch thiên tiểu tử không cần không có việc gì tìm cho mình sự tình ta tương nam tam trung làm sự tình người không có phận sự nhanh lên lan Thạch Thiên cũng không để ý tới cái kia một người mà là trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh nho nhỏ đau, sau đó liền chậm rãi nói ra một câu vỡ vụn đi kính hoa thủy nguyệt kiyosuiseisu. Thạch Thiên trong tay cái kia một cây tiểu đau cũng theo một câu nói kia mà biến mất. Sau đó Thạch Thiên cũng không có đi để ý tới ba người kia mà là yên lặng đi tới một cái kia ôm thật chặt mình tiểu hài trước mặt nữ nhân lộ ra một cái nụ cười thân thiện yên tâm đi, ta là ba nhạc cao trung người, ba người kia sẽ không tới quấy rối các ngươi. Sau đó thạch thiên còn sờ lên một cái kia tại nữ nhân trong ngực tiểu hài đầu, trong lòng càng là nhiều hơn rất nhiều cảm xúc. tiểu bằng hữu, ngươi phải nhớ kỹ muốn muốn bảo vệ đồ vật nhất định phải ủng có đầy đủ lực lượng, ngươi còn trẻ, phải hiểu được đi ra tăng lực lượng của mình a. À. Ngay tại Thạch Thiên ngồi xổm cùng cái kia một đôi mẹ con nói chuyện trời đất thời điểm, chỉ nghe thấy Thạch Thiên sau lưng một cái kia nam tử lập tức giống to một tiếng. Liền trực tiếp từ ba lô của mình bên trong móc ra một cây trủy thủ. Tiểu tử ngươi thế mà dám xem thường ba người chúng ta. Muốn chết, cô gái kia tại gặp được Thạch Thiên sau lưng một cái kia người móc ra trủy thủ về sau, lập tức kinh hô một tiếng, tại nàng vừa mới dự định nhắc nhở Thạch Thiên thời điểm lại là phát sinh để nàng càng thêm khiếp sợ một màn. Chỉ gặp một cái kia móc ra chỉ thủ nam tử, cầm lên chỉ thủ lại là hướng phía đồng bọn của mình đâm tới, với lại đâm còn không phải một đao. Mà là đem mình bên trong một cái đồng bạn đâm đến bụng đều nhanh nát, với lại không có chút nào nương tay, một bên đâm, một bên chính ở chỗ này kêu. Bảo ngươi động huynh đệ của ta, ta để ngươi chết, chết rất nhanh một cái kia bụng bị đâm đến nát người mang theo một loại nghi hoặc cùng thống khổ ánh mắt ngã xuống. Mà ngay sau đó một cái kia mắt người thần đỏ bừng tìm tới mình một cái khác đồng bạn bắt đầu hành hạ đến chết mà hắn một cái khác đồng bạn mặc dù có đề phòng. Nhưng là chiến lực chỉ số lại là không có người kia cao, cuối cùng vẫn bị bắt lại. Giết người, nhanh lên báo động a, à, người này giết người lại là một phen hành hạ đến chết về sau chung quanh những người kia đều nhao nhao trốn dù sao đối với bọn hắn những người bình thường này tới nói bọn hắn nơi đó gặp qua khủng bố như thế lại máu tanh hình tượng thậm chí có một ít gan tiểu nhân trông thấy cái này một hình ảnh về sau cả người đều đã nhưng ngây dại phẳng phất liền là thất thần một số người thì là tại nhìn thấy như thế buồn nôn một màn về sau trước tiên liền tìm một chỗ bắt đầu ói ra nhưng mà ngay sau đó chỉ thấy được phát sinh một việc để người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người, chỉ gặp một cái kia nam tử tại ngược giết mình hai người đồng bạn về sau, liền cười to ba tiếng. Lấy sau cùng lên một cây đao trực tiếp bôi cổ của mình liền di di. Chỉ một thoáng, giữa sân chỉ để lại hai cỗ bị thọc mười mấy đao thi thể cùng một bộ tự vẫn thi thể mà những cái kia chạy trốn người cũng không nghĩ tới trước mắt một cái kia mới vừa rồi còn như vậy hung ác hung thủ giết người thế mà lại tự sát liền liên cái kia gần nhất mắt thấy đây hết thảy nữ nhân đều đã nhưng chấn kinh bởi vì nàng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế chuyện quỷ dị mà thạch thiên thì là chậm rãi đem trước mắt cái kia một nữ nhân đỡ lên về sau để lại một câu nói liền trực tiếp rời khỏi các ngươi đi nhanh một chút đi, nếu như cảnh sát tới tìm các ngươi, kêu lên ta là có thể, ta là trung cực lớp một thạch thiên. Nói xong liền trực tiếp rời khỏi, chỉ để lại cái kia một đứa bé dùng đến ánh mắt khác thường nhìn xem thạch thiên rời đi bối cảnh. Trung cực ban một, thạch thiên, thạch thiên thì là tại tiện tay xử lý mấy người cặn bã kia về sau, liền tại địa phương khác tùy tiện mua một chút ăn đồ vật liền trở về ba nhà cao trung nhưng là thạch thiên không biết là sau khi hắn rời đi sáng lập thổ long bang lão thổ long tự mình xuất thủ vì thạch thiên làm xong chuyện này mặc dù coi như thạch thiên biết thạch thiên cũng sẽ không đi để ý tới đến ban đêm về sau thạch thiên liền chậm rãi hướng phía đoạn trường nhân sạp hàng nhỏ đi qua nhưng là tại thạch thiên đi qua về sau thạch thiên liền phát hiện tại đoạn trường nhân sạp hàng trước mặt thế mà nhiều hơn ba người với lại ba người này chính là uông đại đông ba người bọn họ ngay tại thạch thiên tới gần thời điểm uông đại đông bọn hắn tự nhiên cũng đã nhận ra thạch thiên đến như thế để uông đại đông bọn hắn giật nảy mình có lẽ tại bọn hắn trong ấn tượng một sát thủ không nên sẽ đi tới nơi này một nhà sạp hàng nhỏ ăn cái gì mới đúng dù cho cái này một cái sạp hàng nhỏ vụng trộm một chút kỳ lạ địa phương Đoạn Trường Nhân, thế mà tại cắt đại tràng. Vậy cũng cho ta đến một phần đại tràng sợi mì đi, vừa vặn thử một chút hương vị. Sau đó Thạch Thiên liền tiện tay cầm một cái băng ngồi xuống, nhưng là Đoạn Trường Nhân lại là theo bản năng hướng về sau xem xét, tại nhìn thấy là Thạch Thiên tới thời điểm liền dự định về Thạch Thiên. Phân tán sự chú ý của mình, kết quả chính là Đoạn Trường Nhân tay run một cái, ngay sau đó liền nghe được Đoạn Trường Nhân phát ra một tiếng sao sao kêu thảm a à, trung cực hệ liệt mạnh nhất tử thần vô ngữ đích thương thử hữu nghị nghe chọn bộ tại mê truyện audio com đoạn trường nhân ta nhớ được ngươi cái tên này ngụ ý cũng không phải là ngươi muốn thật đến cho mình chơi đứt ruột a à. thế mà lại lỡ tay kém một chút đem bụng của mình cho cắt ra thật là không có người nào ha 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 chỉ gặp lúc này thạch thiên vừa ăn cái kia một phần kém một chút để đoạn trường nhân mổ bụng tự vận đại tràng sợi mí một bên ở nơi đó lớn tiếng cười nhạo lúc này bên hông đã quấn đầy băng vài đoạn trường nhân. Liền liên lúc này ở thạch thiên bên người uông đại đông mấy người cũng vui vẻ phá lên cười, dù sao vì làm một bát đại tràng sợi mì mà kém một chút thật đem mình đại tràng cắt đi người không nhiều lắm. Về phần đoạn trường nhân thì là không lời có thể nói, bởi vì đoạn trường nhân nói thế nào trước kia cũng là thân là chiến lực chỉ số tồn tại nhưng là hiện tại thế mà làm ra cái này một loại như thế hố cha sự tình đến thiếu đoạn trường nhân tự nhận là cũng là mặt mũi không ánh sáng a à. tốt tốt mấy vị này tiểu bằng hữu có thể hay không đừng cười bốn người các ngươi tốt xấu đều đang ăn lấy ta đồ vật đó a à, thế mà còn cười đến như thế hoan có thể hay không đối lão nhân có một chút đồng tình tâm a à chỉ gặp đoạn trường nhân cũng nghe không nổi nữa trước tiên liền trực tiếp lấy ra một cái tóc bạc khăn chùm đầu đeo lên giả trang ra một bộ cao tuổi đã cao dáng vẻ nhưng là bốn người bọn họ liền liên bề ngoài điềm đạm nho nhã kỳ thực xấu bụng đinh tiểu vũ đều không có tính tiền bốn người vẫn tại nơi đó vừa ăn đại tràng sợi mì một vừa vui vẻ cười lớn đoạn trường nhân cũng là bất đắc dĩ cuối cùng cũng chỉ đành tùy ý bọn hắn đi cười bất quá đoạn trường nhân quét mắt một chút tại trước mắt mình bốn người lập tức lộ ra một cái thần bí tiếu dung a à, bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới trung cực lớp một bốn đại cao thủ thế mà cũng sẽ ở ta cái này một cái nho nhỏ sạp hàng trước tụ tập a xem ra ta cái này một cái sạp hàng nhỏ mở thời gian cũng không tệ mà nhưng mà uông đại đông ba người bọn họ quen biết một chút sau đó đều đem ánh mắt của mình nhìn về phía lúc này duy trì ý cười thạch thiên sau đó làm người tương đối tùy tiện uông đại đông đầu tiên đưa ra nghi vấn của mình thạch thiên nói đến thực lực của ngươi tuyệt đối không so với ta yếu nhưng là vì cái gì ta cũng không có ở trên bảng ca gặp qua tên của ngươi thạch thiên thì là ngắm ba người bọn họ một chút sau đó liền không làm sao lắc đầu các ngươi hai cái cùng vương á sắt là huynh đệ, vương á sắt hẳn là cũng nói với các ngươi sáng tỏ thân phận của ta đi, ngươi có thể giúp ta xem như tiếp vào nhiệm vụ. Tới đây thủ hộ trung cực ban một thậm chí ba nhà cao trung một đoạn thời gian a, về phần sức chiến đấu của ta chỉ số ca bảng vật kia nói thật ta không có bao nhiêu hứng thú thạch thiên nói ra một câu nói kia về sau chỉ có đoạn trường nhân cái này một cái biết thạch thiên đại khái thực lực người rất có đồng cảm nhẹ gật đầu cái khác ba cái tại trên bảng ca trên bảng nổi danh lại là sắc mặt không thế nào đẹp mát thạch thiên đại khái cũng đoán được lời của mình đã xúc phạm đến bọn hắn lập tức liền lại nói một câu nói làm bổ sung thực lực của ta các ngươi hỏi một chút đoạn trường nhân là có thể, hắn hẳn là tương đối rõ ràng, ta cùng hắn cũng là người quen. Chỉ gặp Uông Đại Đông bọn hắn lập tức lấy một loại hiếu kỳ bảo bảo tư thái cùng một chỗ nhìn xem đoạn trường nhân, đoạn trường nhân cũng không nghĩ tới Thạch Thiên sẽ đem vấn đề ném tới phía bên mình. Bất quá đoạn trường nhân còn là dựa theo trí nhớ của mình cùng cảm giác nói ra ba người các ngươi cùng tiến lên hẳn là cũng sẽ không là đối thủ của hắn dù sao năm trước hắn đã đạt tới chiến lực chỉ số điểm về phần thực lực của hắn bây giờ chính các ngươi suy nghĩ một chút a à. đoạn trường nhân lời này vừa nói ra lập tức đem uông đại đông ba người đều kinh hãi bởi vì bọn hắn cho dù đối với thạch thiên chiến lực chỉ số có phỏng đoán nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới Thạch Thiên sớm tại năm trước liền đã đột phá chiến lực chỉ số điểm, nhưng là bọn hắn cũng hiểu vừa rồi Thạch Thiên câu nói kia. Dù sao Thạch Thiên tùy tiện chính là bài danh ca, người, nơi nào sẽ đi để ý tới ca bảng đâu. Bỗng nhiên ở giữa, Thạch Thiên cảm thấy mấy cô ánh mắt khác thường đang nhìn mình, Thạch Thiên nhìn về phía mấy cái kia ánh mắt chủ nhân liền phát hiện lại là uông đại đông ánh mắt của bọn hắn bên trong đều tràn đầy chiến ý rất rõ ràng liền là uông đại đông bọn hắn tại biết thạch thiên cường đại về sau liền không có bất kỳ cái gì lùi bước ngược lại càng phát muốn cùng thạch thiên chiến đấu một trận cái này khiến thạch thiên rất là im lặng mấy vị này ra có thể hay không đừng có dùng thân thiết như vậy ánh mắt nhìn ta ta cũng không phải gay các người ánh mắt như vậy khiến cho ta không phải bình thường phương a thạch thiên nửa đùa nửa thật nói ra một câu nói kia bất quá chỉ là một câu nói như vậy để uông đại đông bọn hắn lập tức đều kinh hãi bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới thạch thiên thế mà cũng sẽ nói như vậy phải biết hai ngày qua này thạch thiên tại trung cực ban một chỗ biểu hiện ra lạnh lùng cùng cường thế cũng không phải bình thường người nguyện ý đến gần liền xem như uông đại đông cũng không dám quá mức đi giao lưu yên tâm đi trước đó chỉ là cùng các ngươi không quen mà thôi nay ngày có thể ngồi ở chỗ này trò chuyện nói chuyện phiếm cũng coi là bằng hữu liền liên thạch thiên cũng không biết vì cái gì nay ngày mình sẽ bỗng nhiên cải biến thái độ của mình có lẽ là bởi vì thạch thiên quá mức cô độc đi dù sao thạch thiên cho tới nay sinh hoạt chính là làm nhiệm vụ tu luyện làm nhiệm vụ tu luyện một mực như thế vô hạn tuần hoàn lặp lại có lẽ không phải cái này một cơ hội duy nhất thạch thiên sẽ không biết mình thế mà lại là như thế cô độc a à, uông đại đông ba người nhìn nhau cuối cùng đều hướng phía thạch thiên duỗi ra nắm đấm của mình lộ ra một cái tiếu dung cái này một cái tiếu dung bao hàm hàm nghĩa lại là thạch thiên kiếp trước kiếp này đều không có thể nghiệm qua một loại cảm giác chính là như thế một loại cảm giác cũng làm cho thạch thiên chậm rãi duỗi ra mình tay trên mặt cũng không tự chủ nhiều hơn một vòng tiếu dung theo bốn người nắm đấm đụng vào nhau truyền ra bốn người nắm đấm va chạm tiếng vang một cái kia tiếng vang thật lâu không có tán đi phảng phất chứng kiến lấy một đoạn này hữu nghị sinh ra trung cực hệ liệt mạnh nhất tử thần vô ngữ đích thương thử tám năm trước thực lực nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com bốn người lấy kích quyền mà quyết định hạ cái này một hữu nghị mà đoạn trường nhân thì là ở bên cạnh nhìn trước mắt bốn người kết xuống thuộc về mình ràng buộc cái này khiến đoạn trường nhân rất là cảm khái có lẽ là nghĩ đến năm đó bọn hắn đi chỉ gặp đoạn trường nhân nhìn xem một màn này phảng phất đã thất thần nhìn xem cái kia bốn cái nắm đấm nói một mình hy vọng sau này các ngươi sẽ không như cùng chúng ta lúc trước như vậy a à. vũ lực tài quyết viện ha ha mà đoạn trường nhân cái này một bộ phảng phất tại hồi ức chuyện cũ dáng vẻ, thạch thiên bọn hắn đều không có đi đánh đoạn hắn, mà là uông đại đông chậm rãi thu hồi nắm đấm của mình về sau. Liền một mặt tò mò nhìn thạch thiên, thạch thiên, người năm trước đã đạt tới chiến lực chỉ số, vậy ngươi bây giờ chiến lực là nhiều thiếu A. À? uông đại đông cái này một cái đặt câu hỏi lập tức đem vương á sắt cùng đinh tiểu vũ chú ý cho hấp dẫn bởi vì bọn hắn mặc dù từ đoạn trường nhân trong miệng biết thạch thiên năm trước thực lực nhưng là vẫn đối với thạch thiên thực lực bây giờ rất là mơ hồ mà thạch thiên thì là lắc đầu chậm rãi cầm lên trước mắt mình đại tràng sợi mì uống một ngụm canh sau đó liền đem ánh mắt của mình nhìn về phía lúc này một mặt hiếu kỳ uông đại đông Muốn biết thực lực của ta đến tột cùng như thế nào, Đại Đông, ngươi không ngại đi hỏi một chút cha mẹ ngươi, hoặc là đi hỏi một chút một cái kia cùng ngươi luyện ca đông thành vệ đi. Dù sao chiến lực chỉ số cũng không có nghĩa là hết thảy a, năm trước ta cho dù là đối phó chiến lực, chỉ số 4 điểm tồn tại nhưng đều là rất có nắm chắc. Về phần chiến lực chỉ số đối cho các ngươi tới nói, chờ ngươi chiến lực phá vạn điểm lại đến hỏi thăm a sau đó liền gặp được uông đại đông lập tức lộ ra một cái ánh mắt nghi hoặc dù sao uông đại đông lúc này còn không biết phụ thân của hắn sẽ là một cái kia trong truyền thuyết đao phong cũng không biết một mực bồi tiếp mình luyện ca đông thành vệ sẽ là thiết thời không thiết khác cấm vệ quân mà vương á sắt cùng đinh tiểu vũ tự nhiên nhìn về phía lúc này nghi ngờ uông đại đông uông đại đông tại phát hiện ánh mắt của bọn hắn về sau liền vội vội vàng vàng khoát tay áo tự luyến cuồng tiểu vũ các ngươi không nên hỏi ta đông thành vệ liền là theo ta ca hát với lại chiến lực chỉ số đều là rất cao tồn tại nhưng là cha mẹ ta liền là người bình thường a à. bọn hắn thế nhưng là ngay cả ta học tập trung cực ban một trở thành trung cực lớp một lão đại cũng không biết những này bạn cùng lớp vẫn là rõ ràng nhưng là thạch thiên cũng không nói thêm gì mà là tự mình ở nơi đó ăn đồ vật mà lúc này uông đại đông cũng rất nhanh liền không còn đi lý sẽ những chuyện kia dù sao tại uông đại đông trong lòng nếu có nghi vấn liền mình đi hỏi thăm tự mình phụ mẫu liền tốt làm gì suy nghĩ như vậy nhiều với lại uông đại đông vốn cũng không phải là một cái dựa vào trí thông minh người lập tức liền đem chuyện này ném sau ót ngay sau đó uông đại đông liền dự định trực tiếp hướng thạch thiên phát ra khiêu chiến dù sao đối với hắn mà nói chỉ có cùng cường giả chiến đấu mới là nhanh nhất đề cao mình thực lực biện pháp ngay tại lúc uông đại đông vừa dự định lúc nói chuyện một chiếc điện thoại tiếng chuông lập tức vang lên uông đại đông nhìn thoáng qua điện thoại liền một mặt mừng rỡ chạy tới tiếp điện thoại vương á sát gặp được uông đại đông vô cớ xuất hiện như thế vui vẻ thần sắc liền trêu ghẹo nói một tiếng a à, thế mà vui vẻ như vậy chẳng lẽ lại là cái kia miss uông đại đông nơi nào sẽ đi để ý tới vương á sắt yên lặng chạy đến sạp hàng bên ngoài tiếp lên điện thoại mà thạch thiên nhìn xem một màn này trong lòng liền bắt đầu nổi lên nghi ngờ bởi vì thạch thiên luôn cảm giác một màn này rất quen thuộc có vẻ như sẽ chuyện gì phát sinh nhưng là rất nhanh liền không còn đi để ý tới dù sao hắn thấy lúc này trung cực ban một trước mắt còn không có gì người có thể chân chính đến uy hiếp hắn xem ra mười mấy năm trôi qua trí nhớ của ta cũng là kém rất nhiều a à, thế mà nhìn qua đồ vật đều quên chỉ gặp thạch thiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu liền lại một lần nữa cùng vương á sắt bọn hắn trò chuyện giết thì giờ về phần đoạn trường nhân thì là đang nhớ lại trở về về sau liền bắt đầu thu thập mình sạp hàng bên trên đồ vật lời gì cũng không nói mà thạch thiên cũng nhìn ra lúc này đoạn trường nhân tâm tình không ra thế nào cũng liền không để ý tới bỗng nhiên ở giữa chỉ gặp uông đại đông tay cầm điện thoại một mặt ngưng trọng đi trở về sạp hàng mọi người tại gặp được uông đại đông vẻ mặt này thời điểm liền bắt đầu hỏi thăm về đến sau đó liền biết nguyên lai là trung cực lớp một đạo sư, điền hân lại cho Uông Đại Đông điện thoại về sau, liền một câu đều không nói liền dập máy, mà Uông Đại Đông đánh sau khi trở về. Càng là nói điện thoại đã đánh không thông, cái này khiến Uông Đại Đông trong lòng không hiểu bắt đầu lo lắng. Tự đại cuồng, người ta là ban đạo, bỗng nhiên ở giữa muốn gọi điện thoại cho học sinh, bỗng nhiên quải điệu, chính là như vậy mà thôi vương á sắt đương nhiên sẽ không đem cái kia điền hân để ở trong lòng dù sao hắn đối với điền hân ấn tượng cũng không có tốt hơn chỗ nào ngược lại là đinh tiểu vũ yên lặng nói một câu nói để thạch thiên lập tức nhớ tới cái này một đơn sự tình có lẽ là nàng muốn cầu cứu sau đó bị người ngăn trở đâu nhưng là uông đại đông rất rõ ràng liền là nhận đồng vương á sắt cách nhìn dù sao đối với uông đại đông cái này một loại chưa từng va chạm xã hội học sinh cấp 3 tới nói vương á sắt thuyết pháp tương đối có thể tiếp nhận đối với uông đại đông tới nói đinh tiểu vũ thuyết pháp có lẽ quá mức thiên phương dạ đàm yên tâm đi ngay tại uông đại đông đều là cái kia phản bác đinh tiểu vũ thời điểm thạch thiên yên lặng nói một câu nói để bọn hắn lập tức sững sờ Ta cái này mấy ngày có thỉnh thoảng nhìn thấy một cái thân mặc quỷ dị nam tử tại ba nhạc cao trung phụ cận xuất hiện a, à, Đại Đông, ta đề nghị ngươi vẫn là đi ban đạo nhà bên trong xem một chút đi.